Thanh Nhâm rất vui được gặp lại quý vị khán giả trên kênh Cuộc Đời Giá Trị. Thưa quý vị, nhiều người có nhận thức và suy nghĩ khá mơ hồ và lệch lạc về vận mệnh của đời người. Họ nghĩ rằng chỉ cần mình không ngừng cố gắng, chăm chỉ, chịu khó, nỗ lực làm việc thì sớm muộn cơ hội thành công tự nhiên sẽ tới. Chăm chỉ cố gắng là một việc rất đáng khích lệ, thế nhưng trên thực tế không phải cứ cố gắng là thành công sẽ đến. Bên cạnh công sức bản thân bỏ ra mỗi ngày thì khả năng thành công của mỗi con người còn phụ thuộc rất nhiều vào những lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống. Cuộc đời thì không phải là trò chơi, chọn sai rồi rất khó để chọn lại và có thể sửa sai cho mình. Chính vì vậy, hãy thật nghiêm túc với bốn sự lựa chọn quan trọng này, bởi bốn sự lựa chọn này nếu như mà chọn đúng, chúng ta có thể sẽ quyết định được vận mệnh cũng như là tương lai của mình. Nhưng nếu như bất cẩn chọn lầm thì có nỗ lực đến đâu cũng sẽ vô dụng. Bốn lựa chọn đó là gì? Mời quý vị cùng tham khảo qua clip sau đây. Đời người sướng khổ đều do bốn việc này quyết định. Biết sớm, sướng sớm. Thứ nhất, chọn thái độ sống. Nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ William James đã từng nói rằng khám phá vĩ đại nhất của con người chính là việc chúng ta có thể thay đổi cuộc sống của mình chỉ bằng cách thay đổi thái độ sống. Quả đúng là như vậy, chúng ta trở nên như thế nào tùy thuộc vào suy nghĩ của chính mình. Chúng ta có thể từ bỏ tự do và phẩm cách của mình để mặc cho hoàn cảnh nhào nặn, ép buộc chúng ta, hoặc chúng ta sẽ vượt lên trên hoàn cảnh bằng chính thái độ của mình. Điều cốt lõi là phải hiểu rằng chúng ta sẽ trở nên như thế nào là tùy vào quyết định của chính chúng ta. Điểm khởi đầu cho mọi thành công là biết hình thành một thái độ sống tích cực. Thái độ sống là chiếc khung định hướng cho những suy nghĩ của chúng ta, là cách nhìn bao gồm cả những ý tưởng và cảm nhận của chúng ta về chính bản thân mình, về những người chung quanh, về hoàn cảnh và về cuộc sống nói chung. Những suy nghĩ của chúng ta, dù tích cực hay tiêu cực, sẽ định hướng hành động của chúng ta. Hiện tại mà chúng ta đang có hôm nay là kết quả của những thái độ ứng xử mà chúng ta đã chọn trước đây. Do đó, nếu không muốn thay đổi hiện tại của mình, thì điều đầu tiên chúng ta cần thiết phải làm ngay là tìm cách thay đổi cách nhìn của mình ở những vấn đề đang rắc rối nhất và đang không tìm được lời giải. Để có một cuộc sống hạnh phúc, hãy suy nghĩ bằng một tư duy rộng mở. Chúng ta không thể học thêm bất cứ điều gì mới cho đến khi chúng ta dám thừa nhận với chính mình rằng chúng ta chưa biết hết mọi thứ và có lúc đã sai lầm. Thứ hai, chọn người để lấy. Người ta hay bảo, đằng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ lặng lẽ hy sinh, và ngược lại, đằng sau một người phụ nữ thành công cũng thường là bóng dáng của một người đàn ông thầm lặng. Cuộc hôn nhân của bạn sẽ quyết định giá trị quan, nhân sinh quan và thế giới quan của bạn, mà quan tâm sẽ quyết định cách nhìn thế giới của một con người. Hôn nhân là chốn về của tình cảm. Bạn chọn cho mình một cuộc hôn nhân như thế nào sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cả cuộc đời bạn. Nếu trong cuộc hôn nhân của hai người, vị kia chỉ muốn lôi kéo bạn ăn chơi hưởng thụ, không muốn cho bạn theo đuổi sự nghiệp, vậy thì cuộc hôn nhân đó sẽ trở thành tảng đá ngăn cản bạn thăng tiến. Còn nếu bạn chọn kết hôn với một người ủng hộ sự nghiệp của mình, thì khả năng cao đường sự nghiệp của bạn sẽ vô cùng thuận lợi. Cho nên, hôn nhân thực sự là một yếu tố vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển sự nghiệp của bạn đấy. Do vậy, khi hai người đang trong giai đoạn yêu nhau, chưa có ý định tiến đến hôn nhân, các bạn nhất định phải lên kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Đừng để kết hôn rồi
mới đi nói những chuyện đó. Khi ấy đã là quá muộn rồi. Thứ ba, chọn bạn mà chơi. Câu nói này có lẽ đã quá nổi tiếng và bất cứ ai hầu như đều đã nghe ít nhất một lần. Đó là nói cho tôi biết bạn của anh là ai. Tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào. Rồi tục ngữ Việt Nam cũng có câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bạn chọn chơi với người như thế nào thì bạn sẽ trở thành người như thế ấy. Nếu bạn chọn chơi cùng với toàn những người đẳng cấp không cao, thậm chí sống khá thất bại, thì cuộc sống và sự nghiệp của bạn chắc chắn cũng chẳng khá khẩm gì được mấy. Chuyện chọn bạn đồng hành trong cuộc sống này sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời bạn. Chọn bạn bè cũng tương đương với chọn tầng lớp mà mình thuộc về, đặc biệt là khi bắt đầu kết bạn. Những người bạn đầu tiên vô cùng quan trọng. Nếu bạn chơi với những người thành tích học tập tốt, cũng tương đối nghe lời, hoặc rất chú ý đến việc học hành cũng như tương lai của mình, vậy thì tương lai của bạn thường sẽ rất tốt đẹp. Còn nếu cứ đàn đúng với loại bạn bè chẳng ra làm sao, thì có khả năng sẽ hủy hoại chính mình ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Khi bước vào xã hội cũng vậy, hãy để ý cân nhắc chọn bạn mà chơi. Đừng tùy hứng, tùy sở thích quá. Việc chọn bạn bè thực sự sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời bạn. Thứ tư, chọn nghề mà làm. Chúng ta hay bảo với nhau rằng con gái sợ lấy nhầm chồng, con trai sợ vào nhầm ngành. Ảnh hưởng của việc lựa chọn ngành nghề lên một con người là vô cùng rõ ràng. Nếu bạn chọn một công việc không có khả năng phát triển hoặc rất dễ phát triển đến mức đỉnh cao, thì sau đó khi muốn điều chỉnh, thay đổi, bạn sẽ phân vân vô cùng. Cách bạn lựa chọn công việc sẽ quyết định đẳng cấp cuộc đời bạn. Nếu bạn chọn những ngành nghề thiên về chuyên môn đơn lẻ, ít khả năng phát triển, thăng tiến, thì cho dù có cố gắng thêm 100 lần nữa, bạn cũng chẳng tạo nên được thành tích gì đáng nói. Còn nếu chọn ngành nghề khả năng phát triển rộng mở, tương lai sáng lạn, có lẽ bạn sẽ phải cố gắng rất nhiều mới làm được việc. Đồng thời cũng phải đối mặt với khả năng cạnh tranh không hề thấp. Điều này nghĩa là bạn không thể chọn một ngành vốn có mức thu nhập thấp rồi mong rằng sẽ được nhận lương cao. Ngược lại, khi chọn một ngành có mức thu nhập cao thì điểm xuất phát của bạn cũng phải cao hơn người khác. Chính vì lẽ đó mà cách bạn lựa chọn nghề nghiệp, lựa chọn con đường sự nghiệp cho mình sẽ quyết định mức thành tựu bạn có thể đạt được trong đời, cũng như mức thu nhập của bạn. Và dù bạn có muốn tin hay không, thì sự thật vẫn là nỗ lực đúng hướng luôn quan trọng hơn nỗ lực bao nhiêu. Quý vị thân mến, mỗi người chúng ta khi được sinh ra và lớn lên, dần trưởng thành, rồi ai cũng sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời của chính mình. Sống có trách nhiệm với bản thân là điều rất quan trọng. Sống có trách nhiệm với bản thân sẽ giúp bạn độc lập, làm chủ tình cảm và các mối quan hệ. Vì sao ư? Vì bạn không cần đặt sự kỳ vọng và trách nhiệm lên vai người khác. Tự bản thân bạn đã là điểm tựa vững chắc nhất của chính mình. Ai cũng vậy, mỗi người đều có vô số những việc, những thứ mà mình phải đảm trách trong cuộc sống. Kể cả khi bạn đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình và được người khác đánh giá là người có trách nhiệm. Nhưng nếu bạn thiếu trách nhiệm với bản thân, thì tất cả đều vô nghĩa. Do đó, sống có trách nhiệm với bản thân là điểm tựa cốt lõi, cơ bản nhất để bạn hoàn thành những phần trách nhiệm khác. Và muốn hiểu rõ thế nào mới thực sự là sống có trách nhiệm, đoạn clip sau đây sẽ mang đến cho bạn câu trả lời. Thứ nhất, hãy hiểu đúng về trách nhiệm của mình.
Để hiểu được trách nhiệm đối với bản thân là gì, bạn cần gọi tên những lần bạn thiếu trách nhiệm với chính mình. Bạn buông xuôi để mình cuốn theo hoàn cảnh sống, chìm trong những cảm xúc tiêu cực, đến mức có ý định từ bỏ cuộc sống xinh đẹp này. Bạn để người khác đánh giá không đúng giá trị của bạn. Bạn quan tâm đến người nào đó, điều gì đó đến mức bỏ qua chính mình, cũng đều là thiếu trách nhiệm với bản thân. Sống có trách nhiệm với bản thân là vì bản thân mà nỗ lực hướng đến điều tốt đẹp. Yêu thương chính mình, hiểu được giá trị của bản thân. Đừng mù quáng hy sinh bản thân cho những điều chưa xứng đáng. Thứ hai, sống có trách nhiệm với bản thân, cần phải học. Bạn cho rằng cuộc sống vì bản thân là bản năng được lập trình sẵn để chúng ta tự bảo vệ mình trong chọn lọc tự nhiên cũng không sai. Nhưng nếu chỉ vì mình, vì cá nhân riêng tư, cũng có nghĩa là bạn tự loại bỏ mình khỏi tập thể. Ngay ở những đơn vị tập thể nhỏ nhất, gia đình, công ty rồi mới đến xã hội. Giữa sống có trách nhiệm với bản thân và sống vị kỷ chỉ biết thu vén cho mình, không nghĩ đến người khác là một ranh giới mong manh. Cũng có trường hợp bạn dành quá nhiều tình cảm, quá đề cao trách nhiệm với người khác, với cái chung, đến đánh mất cả giá trị của chính mình. Vì thế, chịu trách nhiệm với bản thân cũng là kỹ năng sống bạn cần phải học để tìm sự hài hòa và cân bằng trong cuộc sống. Khi bạn sống có trách nhiệm với bản thân, bạn sẽ thấy cuộc sống là một bài ca được hát lên vì bạn. Mỗi ngày đều cảm thấy đáng sống, đáng để hết mình, và bạn không bao giờ có ý định bỏ rơi chính mình. Đó chính là ý nghĩa của lối sống có trách nhiệm với bản thân. Thứ ba, bạn yêu chính mình, mọi người yêu bạn. Yêu chính mình là cách nói khác của sống có trách nhiệm với bản thân. Nếu bạn không yêu lấy chính mình, tôn trọng chính mình, xây dựng và đánh giá đúng giá trị của mình, thì không ai đối đãi với bạn xứng đáng như chính con người bạn. Họ sẽ xem những điều bạn làm vì họ là đương nhiên phải thế, không còn thấy giá trị của bạn trong cuộc đời họ, và bạn sẽ dần biến mất. Dù có bất cứ điều tệ hại gì xảy ra với bạn, dù tất cả mọi người quay lưng với bạn, thì người đầu tiên hiểu bạn, đưa tay về phía bạn sẽ không phải ai khác ngoài chính bạn. Nếu ai đó nói rằng bạn là tất cả thế giới của họ, hãy thử tin tưởng. Nhưng nhớ thêm rằng thế giới đó có thể thay đổi, nhưng có một sự thật không bao giờ thay đổi. Bạn là vũ trụ vĩnh hằng của chính mình.